Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 2 tháng 9 đã tới Mông Cổ, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Và theo kế hoạch, lãnh đạo Nga-Mông Cổ thảo luận về dự án xây dựng đường ống vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt thiên nhiên mỗi năm từ khu vực Yaman đến Trung Quốc qua Mông Cổ. Dự án mang tên Sức mạnh Siberia 2 là một phần trong chiến lược của Nga nhằm bù đắp cho phần lớn nguồn doanh thu từ khí đốt bị mất tại châu Âu kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước khi đến Mông Cổ, Tổng thống Putin cho biết công tác chuẩn bị cho dự án bao gồm nghiên cứu khả thi và kỹ thuật đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Nhà lãnh đạo Nga có cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnazin Kurensus trong ngày 3 tháng 9. Phản ứng về chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Nga, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc Mông Cổ không bắt giữ Tổng thống Putin theo quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế là đòn giáng nghiêm trọng vào hệ thống luật hình sự quốc tế.